ăn con ơi. Mời kêu các bạn theo dõi trận chung kết giải bóng trên trong khuôn khổ đại hội thể thao huyện Bắc Nẵm năm 2021 giữa hai đội Nhiên Loan và Công Bằng. Nhiên Loan là đội bên phía gần màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Đội Công Bằng là đội phía xa màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Hai đội đang tiến hành làm thủ tục chuẩn bị vào sân thi đấu. Về phía tuyển của Nhiên Loan, vị trí số 1 đội Gia Lai ra sân của đội Nhiên Loan, áo số 9 vị trí số 2 mặc áo số 0, vị trí số 3 mặc ai, vị trí số 4 mang áo số 4, vị trí số 5 mang áo số 7, vị trí số 6 mang áo số 8. Một phát bây giờ. Đấy, của mà số 9, Lý Văn Truyền, số 3 là số 8, áo số 10, 7 Hoàng Nhật, số 3 Má Truyền, số 12 Đinh Xuân, ở dây lưng về trong cả bàn. Trương Xuân Thư, Vigo là Âu Tuế. Rồi. Cái bọn này là đi chơi xuyên nè. Rồi, bên cầu bàn, vị trí số 1, mà áo số 5. Vị trí số 2 mang áo số 6. Vị trí số 3 mang áo số 2. Vị trí số 4 mang áo số 9. Vị trí số 5 mang áo số 3. Vị trí số 6 mang áo số 10. Của mang áo số 3 Dương Văn Thế. Số 5 là Dương Trương. Số 9 là Dương Tuyến. Số 10 Ma Văn Thông. Báo cáo trọng tài đã xong. Số 6 Dương Nông Quang Trực. Vậy là trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Đội các tiểu thứ nhất này, đội Nhiên Loan là đội phát bóng trước. Số 9 của Nhiên Loan là Lý Văn Truyền chuẩn bị phát bóng. Trận đấu bắt đầu. Điểm số đầu tiên của trận đấu dành cho cao thủ Nhiên Loan. Điểm 1-0. Đây là pha đánh bóng ra ngoài của cầu thủ mang số 9 là Dương Tuyến. Đúng một của Lai Hương Trường. Bỏ nhỏ. Phòng thủ tốt, cơ hội giết hướng. Điểm cho Nhiên Loan 2-0. Chào Nông Toan nhá. Công Bằng có cả Lai Tuyến, Lai Trương luôn. Hai anh em. Lai Tuyến. Một pha đánh bóng rất tốt của Lai Dương Tuyến. Công Bằng đánh bóng tốt. 1 2 và điểm cho Công Bằng. 1 2. Công Bằng đội nào? Hả? Công Bằng đội nào? Đấy rồi. Tiếp tục pha bóng nhỏ của Lai Tuyến không được. Hội cho các thủ Nhiên Loan. Bóng bật chắn. Bóng bật chắn của Nhiên Loan đập bóng tốt. Để vào điểm cho Nhiên Loan 3-1. Điểm 3-1 cho Nhiên Loan. Chào bạn Thuấn Ken nhá. Sân này chật hẹp nên là mình không để lùi được các bạn ạ. Hết sân rồi. Vướng lưới rồi. Công Bằng đánh bóng tốt, điểm cho Công Bằng 2-1. Ba quý vị khán giả đang xem nhá.
Quá nhỉ. Trả lời tôi. Nguyên Lan đã báo tốt điểm cho Nguyên Lan 5-2. Vậy là điểm 5-2 cho cao thủ Nguyên Loan. Con 10 của Nguyên Loan là thứ hai Linh Quân phát bóng. Rồi. Nguyên Lan đã đánh tốt điểm cho Nguyên Lan 6-2. Tổ chức vàng xin lỗi ý. Lần 1 của Hiệp 1. Như vậy là các cầu thủ công bằng đã xin tạm dừng hội ý lần thứ nhất ở Tết thi đấu. Đây thứ nhất này, điểm thứ hai là 6-2 nghiêng về các cầu thủ Nguyên Loan. Tôi là cảm ơn bạn Phùng Văn Nhất. Xin mời hai đội vào xem tiếp tục thi đấu. Trận đấu tiếp tục. 10 Đinh Tuân phát bóng. Đội bóng tự do điểm cho Nguyên Loan 7-2 sau chống của các cầu thủ công bằng điểm cho Nguyên Loan 7-2 cách biệt là 5 điểm rồi. Đây cứ đàng hoàng. Áo đỏ là kiểu như thắng phát bóng của 10 Đinh Tuân. Cột của Văn Thông vẫn còn. Xong rồi. Nguyên Lan được đánh vào căng lưới, điểm cho Công Bằng 4-7. Pha phân bóng của Dương Tuyến. Rồi là pha ra tay. Số 8 Hoàng Sĩ của bên phía Nguyên Lan. Nguyên Lan đập bóng ra ngoài, điểm cho Công Bằng 5-7. Điểm 5-7 cho Công Bằng. Đây là sau khi hội ý thì các thủ Công Bằng đã lên một chuỗi 3 điểm, tạm rút ngắn xuống còn 5-7. Một pha bóng rất khó chịu. Điểm cho Công Bằng 6-7. Điểm 6-7 cho Công Bằng. Là dương chưa? Điểm đồng đánh dấu ra ngoài để vào điểm cho Nguyên Lan 8-6. Nguyên Loan cố lên. Hai đội cố lên. Quả bóng tốt để về điểm cho Công Bằng 7-8. Tranh chấp tốt trên lưới của Lai Dương Trường, điểm 7-8 cho Công Bằng. Wow,
ra ngoài. Điểm cho Công Bằng. Điểm Công Bằng 8 đều. Đây là pha đánh bóng ra ngoài của Lý Văn Chuyển. Điểm 8 đều cho các thủ Công Bằng. Đặc biệt là 5 điểm họ đã san bằng được điểm số 8 đều. Lý Văn Chuyển. Pha đánh bóng hợp viên 4. Ma Văn Công. Không được, vẫn còn. Nguyên Lan để bóng lên tới ra điểm cho Công Bằng. Vậy là điểm 98 cho cầu thủ Công Bằng. Lần đầu tiên ở hiệp thi đầu tiên này thì đội Công Bằng đã vươn lên dẫn trước. Các cầu thủ Nguyên Loan, như vậy là Nguyên Loan đã chạm xin vùng hồi lần thứ nhất ở set thi đấu thứ nhất này. Công Bằng cố lên. Rất đông khán giả đã đến cổ vũ cho cả đội ở trận đấu này. Như các bạn đã biết thì Bắc Nậm là một đơn vị có môn bóng chuyền rất phát triển của Bắc Cạn. Xin mời hai đội vào sân tiếp tục thi đấu. Vậy là hết thời gian đấu ý, trận đấu tiếp tục. Cầu thủ Công Bằng phát bóng. Điểm cho Công Bằng 10, 9 điểm cho Công Bằng 10, 9. Chào 120 quý khán giả đang xem. Chào Phan Khánh, chào bạn Linh Phương. Nhân Loan cố lên. Ok, mũ một của Việt Hương, thứ hai Đinh Thuận. Lý Văn Chuyển, không qua được hàng cánh của Dương Trường. Sau đầu Hoàng Sĩ. Dương Trường tiếp tục không qua được hàng chắn của Nguyễn Loan. Đã có điểm cho Công Bằng rồi. Công Bằng đã thay của cầu thủ cho Công Bằng 11-9. Nông Quang Trực điểm 11-9 cho Công Bằng. Biên hai Hoàng Sĩ. Điểm 11 cho các cầu thủ Nhân Loan. Ở bán kết thì các thủ Nhân Loan giành chiến thắng trước cầu thủ Công An Huế. Còn cầu thủ Công Bằng thì điểm cho Nhân Loan 11 đều. Vậy là vừa rồi pha đá bóng không có lưới của các cầu thủ Công Bằng. Điểm 11 đều trong Nhân Loan. Ở góc sân này thì các cầu thủ Công Bằng đang bị trói ánh nắng các bạn ạ. Bò nhỏ không được. Còn phòng thủ tốt của các cầu thủ Công Bằng. Lại là Dương Trường. Tốt của Dương Trường. 12-11 cho Công Bằng. 12-11. Chào bạn Dương Đinh nhá. Ba phản bóng của
của chị Lý Văn Quyền. Đang rất tốt. Tăng lên. Thần nó bỏ nhé. Là chắn cao là tôi đứng đấy. Nó bỏ nhiều đấy. Công tục tội cho Nghĩa Loan. Điểm cho Nghĩa Loan 14-12. Chào 150 quý khán giả đang xem buổi live stream. Và xem live và chia sẻ cho nhiều người hâm mộ của công bằng này của tôi. Điểm Nghĩa Loan 15-12. Điểm Nghĩa Loan 15-12. Cách biệt là 3 điểm cho cầu thủ Nghĩa Loan. Điểm 16-12 so với Nghĩa Loan. Vậy là các thủ công bằng đã lần thứ 2 ở set thi đấu thứ nhất này. Họ đang bị các thủ Nghĩa Loan dẫn trước với tỷ số 16-12, cách biệt là 4 điểm. Đánh tâm lý. Đến lâu chưa? Lên lúc 8 giờ hôm nay. Và bóng của Lý Văn Truyền. Dương Tuyến. Ngoài ơi. Điểm 17-12 cho các cầu thủ. Nghĩa Loan cách biệt là 5 điểm. Nghĩa Loan rồi. Tiếp rồi. Đánh kiểu gì cũng được gì. Mạnh vào đây. Công bằng được bóng tốt để ra điểm cho công bằng 13-17. Anh em giữ điểm đấy, cắt luôn. Cho cầu thủ công bằng. Bung một đây nào. Điểm 14-18 cho cầu thủ công bằng. Thứ 1 cắt luôn. Đấy, đấy. Đây là điểm cho Nghĩa Loan 19-14. Có dư công thằng Nghĩa Loan đang trên đấy. Có phát chạm không? Trương nó đang trên. Bóng tốt. Bóng ra
ngoài. Viên Long đập bóng ra ngoài. Cầu vào đường. Công bằng 15-19. 15-19 cho cầu thủ công bằng. Và phản bóng của Lái Dương Tuyến. Tiếp hướng, bọn nhỏ không thành công. Nguyên Loan. Nguyên Loan. Cố lên. Nào nào bám vào đây. Chào các bạn nha các bạn. Đây đang là những thời điểm là cuối của set thi đấu đầu tiên các bạn ạ. Và bóng của Văn Thông. Nguyễn Văn Truyền. Nguyên Loan. Ý mình sao mới chia đó. Và phạt bóng của các cầu thủ Liên Loan. Dương Trường. Ở Liên Loan chạm lưới. Điểm cho công bằng 16-21. Lối chạm lưới của các cầu thủ Liên Loan. Điểm 16-21 cho công bằng. Cắt luôn không cho lên này. Pha ném bóng của Hoàng Sĩ. Bắt phải sang được. Nào nào anh em cắt đi, cắt đi. Điểm 22-27 cho các họ đang tiếp tục được đánh nữa. Phải pha cái điểm ở biên vốn của Lý Văn Truyền. Ba hiệp thôi. Sau đầu. Tốt của công bằng. Công bằng đã đấu tốt. Đổi ra điểm cho công bằng 18-22. Rồi ạ. Nào thành tâm đấy và phạt bóng của Ma Văn Thông thứ 10 bên phía công bằng đẹp lắm đúng rồi đẹp thật thứ hai đi con là Lý Văn Truyền bóng nhỏ hai mươi ba mười tám đặc biệt 5 điểm cho các thủ Liên Loan. Bóng bóng tốt. Người là pha bóng bóng tốt. Ê! Công bằng đều có tốt, đều có điểm chất lượng, 19-24. Chào các bạn nhé, là do Mạng Hoa thì nó được mưa. Hai mươi lăm mười chín trận đấu đầu tiên các cầu thủ Liên Loan đã giành chiến thắng các cầu thủ công bằng. Mời hô đằng sau mới rút à? Vì các bạn tạm nghỉ phút trước khi theo dõi thi đấu thứ hai của trận đấu này. Ở giải đấu này thì thi đấu với chỉ định 5 tháng 3. Anh Bình ơi, hô to nhá. Hô to lên, anh Bình hô to lên.
mời quý các bạn tiếp tục theo dõi trận thi đấu thứ hai, trận chung kết giữa hai đội Công Bằng và Nguyên Loan. Khuôn khổ môn bóng chuyền ra khuôn khổ đại hội thể dục cao huyện Bắc Nẵm năm 2021. Ở trận đấu đầu tiên thì đội Nguyên Loan giành chiến thắng tỷ số 25-19, đang tạm dẫn trước đối thủ Công Bằng với tỷ số 1-0. Bắt đầu và phạt bóng của Lai Dương Trương sau đầu và phòng thủ tốt của Dương Trương Thiên Hướng. Dương Lan đã bóng ra ngoài điểm chất Công Bằng, điểm 1-0 cho Công Bằng. Tốt của các thủ Công Bằng, rồi là Ma Văn Thông xuống không có lưới, Công Bằng đánh bóng không có lưới, điểm cho Nguyên Loan 1-0, điểm 1-0 cho các cầu thủ Nguyên Loan. Điểm và quả nhỏ không tấn công của Lai Dương Tuyến, cầu thủ hiện nay đang đứng trận chung kết học tại trường Đại học Thể Thao Hà Nội. Nguyên Loan đánh bóng hồng, điểm cho Công Bằng 2-1. Bàn bóng tốt của các cầu thủ Công Bằng, điểm 2-1 cho các cầu thủ Công Bằng. Công Bằng đánh bóng qua lưới để ghi điểm cho Nguyên Loan 2-0. Nông Quang Trực điểm 2-0 cho Nguyên Loan. Công Bằng được bóng tốt để ra điểm cho Công Bằng 3-0. Nguyên Loan ra ngoài, điểm Công Bằng 3-0. Nguyên Loan được bóng tốt để ra điểm cho Nguyên Loan 4-3. Ở vị trí biên 2 của Kết Hướng, điểm 4-3 cho Nguyên Loan. Công
phòng thủ không thành công của đội tuyển Công Bằng. Điểm Nguyên Loan 6-5. Chào bạn Dương Bích, chào Trung Tâm nhé. Sau 159 quý khán giả đang xem, quý xem máy like và chia sẻ cho nhiều người hâm mộ được xem trận đấu này nhé. Đúng một cổ phía trước, thứ hai Đinh Tuấn, ai đây? Hoàng Sĩ, phòng thủ tốt của thứ ba Công Bằng, Ma Văn Thông. Công Bằng của Công Bằng là Dương Văn Thế. Và phạt bóng của Dương Văn Thế. Mạnh lên. Đội có điểm cho Yên Loan 7-7 cho Yên Loan. Được mạnh lên. Điểm cho các đội Nhân Loan 8-7. Đều cho các thủ Công Bằng. Là Dương Trương và là Dương Tuyến là hai anh em ruột nha các bạn nhá. Thủ mang số 5 và số 9 phía Công Bằng. Và phạt bóng của Ma Văn Thông. Phản thủ tuyệt vời của các thủ Liên Loan. Hội Công Bằng. Dương Trương điểm 9-8 cho các cầu thủ Công Bằng. Vậy là các cầu thủ Công Bằng đã dần bắt nhịp được trận đấu rồi. Họ bắt đầu thi đấu có lửa hơn. Tiếp tục là pha phạt bóng của Văn Thông. Điểm cho Công Bằng 10-8. Cao nhỏ rất mạnh của chuyền hai Dương Tuấn đang đã đi ra ngoài sân. Điểm cho Công Bằng 11-8 cho Công Bằng. Vậy là ngay lập tức các cầu thủ Liên Loan đã xin tạm dừng hội ý. Lần đầu thứ hai, lần thứ nhất ở set thi đấu thứ hai. Đã hết giờ hội ý, xin mời hai đội vào sân tiếp tục. Chúng ta đang ý trận đấu tiếp tục. Lý Văn Truyền một pha đánh bóng rất cao tầm của Văn Truyền, chúng ta được hàng thắng của cầu thủ Công Bằng. Pha đánh bóng tốt. Công Bằng đã chạm lưới ở tình huống vừa rồi. Điểm cho Nguyên Loan 9-11. Sân đáng tiếc cho cầu thủ Công Bằng.
Quang Trực còn cho công bằng. Đặc biệt là 3 điểm cho các cầu thủ công bằng. Phạt bóng của Dương Trường. Viết hướng. Phòng thủ tốt của các cầu thủ công bằng. Điểm cho Nguyên Loan 10-11 của Viết Hướng. Điểm 10-12 cho Nguyên Loan. Dương Tuyến đáng tiếc rất cao trên chắn của các cầu thủ Nguyên Loan, tuy nhiên lại đánh bóng sang ngoài. Điểm cho các cầu thủ Nguyên Loan 1-12. Phát bóng ra ngoài đều vào điểm cho công bằng 13-11. Điểm 13-11 cho các cầu thủ công bằng. Để vào điểm cho Nguyên Loan 12-13. Nguyên Loan Hoàng Thuật điểm 12-13 cho Nguyên Loan. Chào bạn taxi Quan Hoàng nhé. Camera sang bên phải một chút ạ. Ok bạn nhé. Đứng kia bạn ơi. Chạm lưới để cái đường cho công bằng 14-12. Công bằng 14-12. Ok, chào bạn Nguyễn Đình Hoàng nhá. Cái đường ở biên 2, bỏ nhỏ không được. Không chạm lưới đâu. Điểm cho công bằng 15-12. Phạt bóng của số 2 Triệu Văn Hiên. Dương Quyến bắt chắn ra ngoài. Công bằng bảo vệ tốt. Điểm 16-13 cho công bằng. 16-13. Chào bạn Phạm Thanh Hiền. Nhìn Loan cố lên. Nhìn Loan đang tạm dẫn 1-0 các bạn ạ. Đây là set điều thứ 2. Lý Văn Truyền không qua được hàng chắn của công bằng. Các cầu thủ công bằng. Về đường cho Nguyên Loan 14-16. 16 cho Nguyên Loan. Dương Trương. Ra tay không thành công của Lai Dương Trương. Điểm 15-16 cho Nguyên Loan. Lại là Dương Trương. Các cầu thủ công bằng là công bằng thứ hai, lần đầu thứ hai. Thứ hai này.
riêng. Cuốn nét lắm nữa. Nắng ở đây là cho này nhìn mút mà nắng đây. Rồi. Xem cái thân của cô này. Trận đấu tiếp tục. Vai. Tốt của Lai Trường. Đội điểm cho công bằng 17-16. Không có lưới thì lần này thì Vương Kim đã quyết định bò nhỏ. Điểm 17-16 cho các thủ công bằng. À, phản bóng của Văn Thế. Đinh Tuân sau đầu Lý Văn Truyền. Chạm trắng của công bằng. Đợt bóng tiếp. Điểm Liên Loan 17 đều. Liên Loan 17 đều. Dương Trường, một pha đánh bóng rất mạnh của Dương Trường. Phòng thủ tốt của Việt Hướng. Đánh còn, phòng thủ rất hay. Rất quyết liệt các bạn ạ. Lối xa sân của các cầu thủ công bằng. Điểm cho Nghi Loan 18-17. Như vậy lần đầu tiên ở thi đấu thứ hai này các cầu thủ Liên Loan đã vươn lên dẫn trước các cầu thủ bằng. Chào bạn Khánh Sơn Hà nhé. Công bằng đã lấy tốt để lấy được cho công bằng 18. Do điều kiện sân bãi chật hẹp nên là không thể lấy góc máy nào có thể tốt hơn góc máy này rồi, mong các bạn thông cảm. Mình cố đứng về hết sân rồi. Là điểm 18 đều cho các thủ công bằng. Và phạt bóng của Văn Công. Văn Không. Sau đầu Lý Văn Truyền. Chân chắn của để vào đường với Nghi Loan 19-18. Điểm 19-18 cho Nghi Loan. Quang Trực. Một pha đá trọ rất hay của Quang Trực. Điểm 19 đều cho công bằng. Chào bạn Lương Phong Vinh nhá. Đây là giải bóng chuyền trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao huyện Bắc Nẵng, tỉnh Bắc Cạn năm 2021 bạn nhá. Phản thủ rất hay của Lai Dương Trường. Tăng thường rồi, hội cho Nghi Loan. Ai đây, Việt Hướng bò nhỏ. Phản thủ tốt của Quang Trực. Được. Tiếp tục là Việt Hướng. Đánh moi không được. Dương Quyến. Một pha đánh bóng tốt của Lai Dương Quyến. Điểm 20-19. Người là sau những trận đấu đầu tiên chưa thực sự bắt nhịp được trận đấu thì Lai Dương Quyến đã bắt đầu tỏa sáng. Chào 172 khi còn lại đang xem nhá. Điểm số đang là 20-19 cho các thủ công bằng. Rất tốt. Phòng thủ rất hay của Dương Trường. Dương Quyến đánh. Điểm cho công bằng 21-19. Bảo vệ tốt điểm cho công bằng 21-19.
dạng nâng bóng của cầu thủ Nguyên Loan. Vậy là Nguyên Loan chưa đội lần hai của Nguyên Loan đã xin tạm dừng hội chiến thuật cho các cầu thủ Nguyên Loan lần thứ hai ở trận đấu thứ hai. Điểm hiện tại là 21-19. Quân Lầu ơi, anh Bình ơi, Bình Quân Lầu ơi, cho em hô đi. Vậy kẹt hóp kẹt ác quá luôn. Cho em hô lên đi. Chấp vừa đường biên thôi. Chấp vừa đường biên thôi. Đã chờ ý, xin mời hai đội vào xem tiếp tục thi đấu. Cái thời gian đấu ý chiến đấu tiếp tục. Viết hướng. Lọt chắn của Viết Hướng. Đổi vào điểm cho Nguyên Loan 20-21. Điểm 20-21 cho Nguyên Loan. Điểm 22-20 cho công bằng. Là phạt bóng của Quang Trực. 1-1 của Lý Đức Duy. Linh ơi, rất hay. Phòng thủ tuyệt vời của các thủ công bằng. Sau đầu Viết Hướng. Công bằng 23-20 cho công bằng. Được là 3 điểm rồi các bạn ạ. Viên Loan bật bóng tốt để vào điểm cho của Viên Hướng. 21-23 chắn ra ngoài. Điểm 21-23 cho Viên Loan. Phạt bóng của Minh Xuân, tiền hai bên phía Nguyên Loan, cơ hội Dương Quyến. Set point ở set hai này cho các cầu thủ công bằng. 3 set point cho các cầu thủ công bằng. Và phạt bóng của số 2 Triệu Văn Hiên. Hãy nhìn vào phát bóng hỏng liên tiếp của các cầu thủ, cụ thể là cầu thủ số 2 bên phía công bằng. Vừa rồi là một pha phát bóng không qua lưới. Và tình huống trước đó thì anh phát bóng rất mạnh, bóng đi ra ngoài. Rất đáng tiếc, điểm 22-24 cho các cầu thủ Nguyên Loan. Hay là các cầu thủ công bằng đã xin tạm dừng hội chiến thuật. Tự tin. Leo. Anh cứ. Điều bán này. Đấu tiếp tục. Cơ hội. Công bằng với Loan. Tết thi đấu thứ hai. Công bằng giành chiến thắng tỷ số 25-22. Qua đó san bằng tỷ số 1-1. Thi đấu rất hay các bạn ạ. Mời quý các bạn tạm nghỉ phút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
50% rồi, nhóm kia không phải là hôi, đây tôi ở đấy tôi cùng ngủ.